tài xế xe buýt chi tiền triệu mua quà tặng thiếu nhi. Mong muốn tạo niềm vui cho hành khách nhí, anh Lê Xuân Huy không ngần ngại bỏ tiền triệu mua quà dành tặng các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Anh Lê Xuân Huy, 41 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế tuyến xe buýt số 72 tự tay chuẩn bị bánh, kẹo, móc khóa lưu niệm nhằm tạo niềm vui, sự thoải mái cho các em đi xe trong ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6. Bỏ tiền túi mua quà cho thiếu nhi ngày 1 tháng 6. 5 giờ 45 phút sáng, chuyến xe buýt số 72 do anh Huy phụ trách bắt đầu xuất phát từ bến công viên ngày 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đến bến cầu Kênh Lộ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, anh đổi tài lái để có thời gian chuẩn bị bánh, kẹo, quà lưu niệm dành cho các em. Đón những hành khách đầu tiên là học sinh, em nào cũng bất ngờ và vui vẻ vì được anh tặng quà. Chia sẻ về công việc ý nghĩa này, anh Huy cho biết, xe buýt tuyến 72 này thường đón nhiều em nhỏ, học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Tôi và các em gặp nhau hầu như hàng ngày, gắn bó riết cũng thành quen. Lên xe các em hay đùa rất vui, nên tôi nghĩ mỗi năm có ngày quốc tế thiếu nhi thì mình nhím chút đỉnh tiền ra mua kẹo, mấy món quà nhỏ gọn dành tặng các em. 2 năm thực hiện tặng quà 1, 6, mỗi món đều do chính tay anh Huy chuẩn bị cẩn thận từ trước. Ngay từ tối hôm qua anh đã tất bật mua sắm bánh, kẹo, móc khóa tại siêu thị với chi phí hơn 3 triệu đồng. Anh còn khoe mua được 2 cái xô dùng đựng kẹo và móc khóa rất đẹp. Đối với anh, mặc dù là quà tặng không đáng bao nhiêu nhưng phải làm cho thật tươm tất. Tôi nghĩ mình làm cái gì cũng phải đàng hoàng chứ không sơ sài. Quà đựng trong những cái xô bé bé thế này nhìn rất đẹp, chứ mình xách bịch ni lông đi tặng khơi khơi thì không tôn trọng người ta, anh tâm niệm. Những món quà tuy không mang giá trị cao nhưng vô cùng ý nghĩa đối với các em trong ngày quốc tế thiếu nhi. Đối với anh, đó là một trải nghiệm tuyệt vời để xây dựng, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp giữa hành khách và tài xế. Nói chung các bé gắn bó với tôi cũng như con cháu trong nhà, nhiều khi mình gặp khách còn nhiều hơn gặp người thân. Cho nên mình cũng mong ước những món quà này sẽ kết nối khách với tài xế, để sự gặp gỡ thân tình còn giúp ta cảm thấy hạnh phúc và cân bằng hơn trong cuộc sống. Lạnh lùng boy, dũng cảm bắt cướp. Trước khi gắn bó với công việc lái xe buýt, anh Huy từng có thời gian đi bộ đội và làm việc tại ngân hàng ở An Giang. Năm 2016, anh Huy lên thành phố Hồ Chí Minh học thêm xe phụ trách chuyến buýt số 54. Trong quá trình làm việc trên tuyến xe này, anh thường được các bạn trẻ gọi bằng biệt danh hóm hỉnh lạnh lùng boy vì ít khi thấy anh cười đùa, trò chuyện trong khi lái xe. Thật ra tôi không tạo vẻ ngầu hay thể hiện gì đâu. Để đảm bảo an toàn trong khi điều khiển phương tiện thì tôi không nói chuyện với ai, vì vừa chạy vừa nói chuyện thì chạy không được. Một phần cũng vì khi chạy tuyến xe buýt số 54 thường qua các bệnh viện như ung bướu, nhi đồng, có nhiều đối tượng móc túi hoành hành nên tôi phải tập trung lái và quan sát xung quanh, lơ là một chút sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi xe, anh Lê Xuân Huy bộc bạch. Được biết, nam tài xế đã từng phát giác và bắt quả tang trên 20 vụ trộm cắp móc túi xảy ra trên xe buýt các tuyến 54, 86. Vào năm 2019, nhờ vào hành động dũng cảm đánh lái xe buýt ép ngã băng nhóm dàn cảnh trộm xe gắn máy tại khu vực cầu Kênh Tẻ, anh Huy đã giúp nạn nhân thoát được tình huống éo le và nhận lại xe máy của mình. Làm việc, lái xe thì phải tập trung, tất cả cũng vì sự an toàn của hành khách đi xe. Nhiều khi có mấy đứa nhỏ hay chọc tôi là lạnh lùng boy, nghiêm túc boy, không cởi mở như mấy hot boy lái xe khác. Mình nghe gọi như vậy cũng cảm thấy vui lắm, anh Huy cười. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.